Đức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người, liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phê-nê-si thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất. Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày thứ năm. Có thể nói ngày hôm nay chúng ta ở trong tình trạng 3 trong 1. Thứ nhất là ngày lễ Đức Mẹ Lourdes Đức. Thứ hai là ngày quốc tế các bệnh nhân. Và ngày thứ ba là ngày cuối cùng của năm âm lịch. Năm Canh Tý sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta một hình ảnh rằng con người muốn được cứu phải có khả năng chịu đựng để vượt qua sự nhục nhã, kiên nhẫn đến cùng. Một người phụ nữ dân ngoại đến với các môn đệ và sau đó đến với Chúa Giêsu để xin ngài trừ quỷ cho con gái của bà. Chúa Giêsu bảo bánh là để cho con trẻ chứ không thể ném cho chó. Bà ấy kiên nhẫn nói với Chúa Giêsu rằng, nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng có thể ăn được những mẩu vụn của chủ từ trên bàn rớt xuống. Cái sự khao khát được Chúa cứu, cái sự khao khát được Chúa trừ tà của người phụ nữ này đến mức độ chỉ cần ăn thừa cũng đủ, chỉ cần ăn của vơi vãi cũng đã quá đủ. Và đã nói của thừa cửa vư vãi, đó là quyền, đó là quyền. Chúng ta nhớ là trong cuộc ước có một cái luật, người Do Thái sau khi gặt mùa gặt của mình xong thì cái cánh đồng đó anh không được đi mót lại, vì cái phần lúa còn sót lại đó là phần của những ngoại kiều, tức là những người nghèo ngoại quốc sống trên đất nước của anh và của những người mẹ quá con côi. Họ được quyền đi mót lại trên cánh đồng lúa mà anh đã cắt. Và cái phần sót lại như vậy đó là quyền của người nghèo. Và ngày hôm nay cái người phụ nữ dân ngoại đó đã nhân danh cái quyền đó. Chó con ở dưới gầm bàn cũng có thể ăn được những mẩu bánh vụn rơi xuống, nên có quyền. Và chúng ta thấy cái sự chấp nhận tình trạng giới hạn của mình không bao la, không rộng rãi, không được mọi sự, và có thể nói không được bình đẳng như người khác cũng không sao. Vấn đề của tôi bây giờ là con tôi phải được cứu. Vấn đề của tôi bây giờ, ơn cứu độ phải đến được với con gái tôi.
một mặt chịu đựng trong sự nhục nhã, một mặt quyết liệt để có được ơn cứu rỗi. Đây là một điều tuyệt vời mà chính Chúa Giêsu đã phải khen ngợi bà. Tất cả những gì mà chúng ta đã bị thiêu đốt trong đau khổ của năm qua, chúng ta hãy mỉm cười với nó và chấp nhận đó là sự thật đã thật sự đã diễn ra trong cuộc đời của chúng ta trong năm Canh Tí vừa qua. Và điều quan trọng của năm mới ngày mai tới, chúng ta phải có Chúa Giêsu, chúng ta phải đón nhận được ơn cứu độ, và không ai có thể ngăn ơn cứu độ đến với chúng ta. Xin Chúa Giêsu rộng ban cho tất cả chúng ta niềm vui của năm mới sắp tới và đẩy lùi một cách trọn vẹn những thảm sầu của chúng ta trong năm qua. Amen.